Sau đây thầy sẽ giải thích cho các em lời giải của bài tập số 5 Nằm ở trong đề số 9 mà các em đang ôn tập ở trên lớp Trước hết là các em cùng theo dõi cái phần đề bài và chúng ta vẽ hình trước Hình vẽ đây em nhìn ở phía bên dưới Bên tay trái này nhé Đầu tiên là cho đường tròn tâm O đường kính AB Vậy thì em sẽ lấy compa em quay đường tròn tâm O Em vẽ đường kính AB Như ở phía dưới này Lấy một điểm M bất kỳ trên đường tròn Trên đường tròn đây thì nó lấy điểm M ở đây Qua điểm H thuộc vào đoạn OB Đoạn OB chúng ta lấy điểm H Em lưu ý là H là một điểm thuộc OB Chứ không phải là trung điểm OB Cho nên em lấy một điểm bất kỳ nằm ở giữa hai điểm o và b đây điểm h qua điểm h đó chúng ta vẽ đường thẳng d vuông góc với ab ở đây đường thẳng d đây vuông góc ab tại h đây đường thẳng d này cắt đường thẳng ma mb tại d và c thì cái câu này em tách ra làm hai ý ý thứ nhất đường thẳng d cắt ma tại điểm d như vậy em kéo dài ma ra cắt đường thẳng d tại một điểm đây đặt tên là điểm d sau đó mb cắt đường thẳng d tại một điểm đây là điểm c em nối mb vào cắt đường thẳng d cái điểm này đặt tên điểm c tiếp tuyến tại m của đường tròn cắt đường thẳng d tại y để vẽ tiếp tuyến tại m. Đầu tiên em phải nối bán kính om. Sau đó em vẽ đường thẳng vuông góc với om tại m. Đây chính là tiếp tuyến của đường tròn tại m. Và tiếp tuyến này cắt đường thẳng d này tại điểm y. Đây là điểm y. Tia ac cắt đường tròn tại điểm e. Em kéo dài ac ra cắt đường tròn tại điểm này đặt tên là điểm e và cuối cùng là đường thẳng me cắt oi tại k me đây oi cắt nhau tại k ở trên hình này thầy chưa ghi điểm k vào trên hình em theo dõi lại trên hình này thầy vừa bổ sung điểm k vào chúng ta đọc tiếp cái đoạn này ME cắt OI tại K. Đây là ME này, OI cắt nhau tại điểm này là điểm K đây. Phần thứ nhất yêu cầu chứng minh hai ý. Ý đầu tiên là chứng minh cho AC vuông góc với BD. Và từ đó suy ra ba điểm D, điểm E, điểm B là ba điểm thẳng hàng bây giờ thầy hướng dẫn cho các em ý thứ nhất là chứng minh cho ac vuông góc cái bd đầu tiên em xét tam giác adb tam giác này thì em thấy là có một đường cao thứ nhất là đường dh bây giờ em sẽ chứng minh thêm một đường cao nữa đó là đường bm ta đi chứng minh bm vuông góc ad Bằng cách là em chỉ ra góc AMB. Đây là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O. Nên góc này bằng 90 độ thì em có có được MB vuông góc AD. Như vậy thì tam giác ADB có hai đường cao DH và BM cắt nhau tại điểm C. Cho nên điểm C sẽ gọi là trực tâm của tam giác theo như tính chất ba đường đồng quy mà chúng ta học ở lớp 7, ba đường cao của tam giác cắt nhau tại một điểm, điểm đó gọi là trực tâm. Vậy thì từ đây em suy ra em nối từ cái đỉnh còn lại này, từ A cho đến trực tâm, tức là đoạn AC này em nối dài ra. Nó sẽ thuộc vào đường cao thứ ba của tam giác cho nên AC sẽ phải vuông góc với cạnh đối diện là cạnh DB. Đây chính là ý đầu tiên. Và bây giờ cụ thể hơn thì chúng ta đi trình bày lại lời giải. Bước 1 là em giải thích góc AMB bằng 90 độ. AMB bằng 90 độ. Đây là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O. Từ đó em suy ra BM vuông góc với AD. Khi có BM vuông góc AD chứng tỏ là BM là đường cao của tam giác ADB Bây giờ em suy ra tam giác ADB Có hai đường cao Đường thứ nhất là đường DH Để bài cho rồi Cho là đường thẳng D vuông góc AB đây Tại H rồi Đường thứ hai vừa chứng minh đây là đường BM Hai đường cao này cắt nhau tại C Suy ra C là trực tâm của tam giác đó Và từ đây em suy ra AC Sẽ vuông góc với cạnh DB là cạnh đối diện đây là ý thứ nhất trong điều phải chứng minh của phần A này. Ta ký hiệu là ý 1. Ý thứ hai là đề bài nói là từ đó suy ra ba điểm D, E, B thẳng hàng. Có nghĩa là để chứng minh cho ý sau, chúng ta sẽ dựa vào ý đầu tiên này. Thì để chứng minh cho ba điểm thẳng hàng ở đây chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đó là nếu như mà hai đường thẳng hoặc là hai đoạn thẳng có chung nhau một điểm cùng song song hoặc là cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì các đầu mút của hai đoạn thẳng đó sẽ thẳng hàng vậy thì cụ thể ở đây em nhìn để ý đầu tiên này là chúng ta đã chứng minh được AC vuông góc với DB mà chúng ta cần phải chứng minh cho ba điểm D, E, B thẳng hàng vậy thì ta phải đi chứng minh ý thứ hai đó là EB cũng vuông góc AC. Em nhìn vào ý 1, ý 2 này. Thì em thấy đây DB và EB có chung nhau một điểm B. Chung nhau điểm B này. Hai cái đường này có chung nhau một điểm B cùng vuông góc với một đường thứ ba là đường AC thì ba điểm DBE sẽ thẳng hàng. Và bây giờ thầy sẽ giải thích là làm thế nào để chứng minh cho ý thứ hai này. AC vuông góc với EB. Thì em lại nhìn ở trên hình đây. Ta có góc AEB bằng 90 độ. Đây là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn tâm O. Đây nhá, em nhìn đây. Từ đó em suy ra được AE vuông góc EB. Em lưu ý chỗ này là chúng ta nói là AE vuông góc với EB chứ không được nói là AE vuông góc với DB nếu như nói vậy là sai bởi vì là chưa có ba điểm D, E, B thẳng hàng. Cho nên là chúng ta nói là AE chỉ vuông góc với EB thôi. Mà ba điểm ACE thẳng hàng cho nên AE hay chúng ta nói là AC vuông góc với DB để cho nó thống nhất với cái viết đây này. Đấy nhờ, đây chúng ta viết AC thì đây viết AC cho nó thống nhất. Vậy thì từ 1 và 2 như thầy vừa nói rồi. Hai đường thẳng này chung nhau điểm B cùng vuông góc với AC thì em sẽ có 3 điểm đó thẳng hàng. Đây là điều phải chứng minh. Và chúng ta đã giải quyết xong ý đầu tiên của bài số 5. Tiếp theo bây giờ thầy giải thích cho các em lời giải của phần B. Phần B này cũng có hai ý. Ý thứ nhất là chứng minh cho tứ giác MOHE là tứ giác nội tiếp. Em định hướng tứ giác này ở trên hình nhé. M O H E. Các em thấy là bằng quan sát thì tứ giác này không có yếu tố vuông góc. Vậy thì đây là một cái loại tứ giác mà trong quá trình chúng ta luyện đề cũng gặp cái dạng như thế này rồi. Và có thể nói là khi mà chứng minh tứ giác này nội tiếp rất nhiều bạn không nghĩ ra cách làm. Thì để chứng minh tư giác nội tiếp Trong tình huống này Em sẽ sử dụng đến phương pháp Đó là chúng ta chứng minh góc bên ngoài Bằng góc bên trong Tại đỉnh đối diện của tứ giác đó Cụ thể ở đây Em nhìn vào tứ giác MOHE Ta sẽ đi chứng minh cho góc O1 này Là góc ở bên ngoài Tại đỉnh O này Sẽ bằng với góc bên trong Tại đỉnh đối diện Tức là bằng với góc M E, H Đầu tiên thầy sẽ đi phân tích cái hướng làm trước đây Để chứng minh tư giác nội tiếp Chúng ta chứng minh góc bên ngoài bằng góc bên trong Làm thế nào để chứng minh hai góc này bằng nhau Chúng ta cùng uh, suy luận ngược tiếp tục Ở đây em thấy góc O1 này Bằng hai lần góc E1 Bởi vì là góc O1 là góc ở tâm Góc E1 là góc nội tiếp cùng chắn cung AM của đường tròn tâm O. Mà trong một đường tròn, góc nội tiếp sẽ gấp hai lần góc ở tâm cùng chắn một cung, cho nên chúng ta có được góc O1 bằng 2 lần góc E1. Bây giờ em đi nghiên cứu cái góc này, góc MEH này. Góc MEH như ở trên hình, MEH thầy sẽ tách ra làm hai góc cộng với nhau. Trong đó góc thứ nhất là góc E1 liên quan đến cái ý đầu này chúng ta vừa viết đây. Cộng với góc thứ hai là góc A E Rõ chưa? Đấy, tách ra làm hai góc đó. Vậy thì căn cứ vào cái dòng bên trên này và dòng bên dưới này. Ở đây chúng ta có O1 bằng hai lần góc E1. Ở dưới chúng ta có góc MEH bằng góc E1 cộng với góc AEH mà chúng ta cần là cần cho góc O1 bằng góc MEH thì từ đây em suy ra chúng ta phải tiếp tục chứng minh cho hai góc này bằng nhau góc E1 bằng góc AEH phải chứng minh điều này bây giờ làm thế nào để chứng minh cho góc E1 bằng góc AEH em tìm cách em chuyển góc thì em thấy ở trên hình này góc E1 em có thể chuyển về thành bằng góc B1 bởi vì đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung AM của đường tròn tâm O. Góc E1 và góc B1. Vậy bây giờ từ hai cái dòng này, em đối chiếu thì em thấy là bài toán sẽ đưa về việc bây giờ chúng ta phải đi chứng minh cho góc AEH bằng góc B1. Em nhìn hai góc này và đối chiếu trên hình, đấy nhá. A này, EH bằng góc B1 thì để chứng minh cho hai góc này bằng nhau em thấy ngay là chúng ta phải đi chứng minh cho tứ giác C -E -B H là tứ giác nội tiếp. Đó như vậy là bây giờ sau một hồi chúng ta suy luận ngược để tìm ra lời giải của ý thứ nhất phần B thì em thấy là để chứng minh cho tứ giác MOHE -O nội tiếp. Thực chất chúng ta xuất phát từ đâu? xuất phát từ việc chứng minh tứ giác CEBH nội tiếp mà tứ giác này em thấy là chứng minh nội tiếp quá dễ bởi vì là có hai góc đối diện này mỗi một góc đều bằng 90 độ rồi và sau khi chúng ta đã có được hướng làm như vậy bây giờ chúng ta sẽ đi trình bày lời giải từng bước một bước đầu tiên thầy sẽ đi chứng minh tứ giác này nội tiếp bằng cách là chúng ta chỉ ra tổng hai góc đối diện bằng 180 độ suy ra tứ giác nội tiếp Em nhìn sơ đồ này Làm ngược lại nhé Từ đó em suy ra góc B1 bằng góc AEH B1 bằng góc AEH này Đây là hai góc nội tiếp cùng chắn cung CH của đường tròn đó Sau đó em lại xét góc B1 này Lại bằng góc E1 Bởi vì bằng một nửa cung AM Các góc nội tiếp cùng chắn cung AM Của đường tròn tâm O và từ đây theo như tính chất bắc cầu Em đã suy ra được góc AEH này Sẽ bằng góc E1 Đây Góc E1 bằng góc AEH Có nghĩa là em suy ra được EA này Là phân giác của góc MEH Thì từ đó em suy ra góc MEH này Sẽ gấp 2 lần góc E1 Gấp 2 lần góc E1 Em cùng theo dõi tiếp tục xuống bên dưới này Bây giờ chúng ta xét đường tròn tâm O Thì góc O1 này Nó cũng bằng hai lần góc E1 Bởi vì đây là quan hệ giữa góc nội tiếp Và góc ở tâm Cùng chắn cung AM Và từ hai cái chỗ này Theo như tính chất bắc cầu em suy ra góc MEH Bằng góc O1 Như vậy chúng ta đã có được cái đích Cái điểm ban đầu chúng ta yêu cầu là có rồi Bây giờ có góc O1 này Góc bên ngoài này bằng với góc MEH là góc bên trong tại đỉnh đối diện. Từ đây em sẽ chuyển về tổng hai góc đối diện của tứ giác để chúng ta suy ra tứ giác đó nội tiếp. Xuất phát điểm tiếp theo, góc O1 này cộng với góc MOH bằng 180 độ hai góc kề bù. Bây giờ em bỏ O1 đi, em thay bằng MEH vào đây. Thì chúng ta có góc MEH cộng góc MOH. Em nhìn hai góc này, đây. MEH cộng với MOH, đây chính là hai góc đối diện của tứ giác có tổng bằng 180 độ. Từ đây em suy ra tứ giác đó là tứ giác nội tiếp. Chúng ta có điều phải chứng minh. Sau khi làm xong cái ý này, ý đầu tiên của phần B này, em thấy là chứng minh tứ giác nội tiếp này có nhiều bạn không nghĩ ra cách giải thì em phải đánh dấu vào trong đề của em nhé em học kỹ cái cách làm này và em xem lại có một đề chúng ta cũng đã từng làm theo cái cách này rồi em xem lại đi để chúng ta ghi nhớ nó thêm. Bây giờ chúng ta đi thực hiện lời giải ý thứ hai của phần b là đi chứng minh cho IE là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Các em thấy khi chúng ta làm toán mà Đặc biệt là toán hình cứ nối tiếp phần này đến phần kia, ý này đến ý kia thì cái ý trước, cái phần trước đấy chính là gợi ý để chúng ta suy nghĩ cho phần sau. Thế thì ở đây là chứng minh cho IE là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Thì cái điều đương nhiên là muốn chứng minh là tiếp tuyến thì em phải đi chứng minh cho IE vuông góc với OE. Tức là góc IEO bằng 90 độ. Thì thông thường là em cứ đi loay hoay Có bạn đi cộng mấy cái góc này vào Để cho nó bằng 90 độ Mà các em quên đi mất là chúng ta vừa mới chứng minh tứ giác này nội tiếp em không sử dụng đến Và lời giải của em nó dài dòng Có nhiều bạn nghĩ mãi không ra Vậy bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái kết quả này để chúng ta làm cho phần này Bây giờ em cùng theo dõi thầy sẽ phân tích cho em cái cách làm rất là ngắn gọn như sau việc đầu tiên là kế thừa cái kết quả này tứ giác mohe nội tiếp tức là chúng ta có bốn điểm này mohe thuộc đường tròn rồi bây giờ em nhìn thấy ngay cái tứ giác này cũng là tứ giác nội tiếp chứng minh quá đơn giản đó là tứ giác này o m i h thấy chưa tứ giác này có tổng hai góc đối diện góc tại đỉnh m và góc tại đỉnh H, mỗi góc đều bằng 90 độ, tổng vào bằng 180 độ, như vậy tứ giác này nội tiếp. Em theo dõi ở bên cái bảng nháp đây, cái phần nháp này, đây là cái chỗ mà mà thầy phân tích để tìm ra hướng giải cho các em, rồi chúng ta mới đi làm bài. Như vậy hai tứ giác này đều nội tiếp. Không những thế, cái tứ giác này OMIH chúng ta biết được tứ giác này nội tiếp. Mà tứ giác này còn được tạo bởi hai tam giác vuông có chung nhau cạnh huyền là cạnh OI. Cho nên cái cạnh OI này cái đường tô màu xanh đây này, này chính là đường kính của cái đường tròn ngoại tiếp tứ giác đó. Vậy thì gộp vào hai ý này em sẽ có được 5 điểm O M I E H 5 điểm này sẽ thuộc vào đường tròn đường kính là OI. Ý này nhé như vậy em hình dung chúng ta sẽ có một cái đường tròn nó vòng qua năm cái điểm này. Sẽ có đường tròn đi qua năm điểm này và OI chính là đường kính. Thì khi đó rõ ràng em thấy ngay góc IEO này bằng 90 độ bởi vì đây là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính OI. Vậy là chúng ta có được điều phải chứng minh. Rồi đó là ý tưởng nhá. Còn bây giờ cụ thể như thế nào em sẽ đi trình bày vào trong vở như sau. Điều đầu tiên là chứng minh cho tứ giác OMIH nội tiếp thì em giải thích cái cái góc tại đỉnh M này bằng 90 độ, bằng cách là em nói là MI là tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại M. Cho nên em có MI vuông góc OM đây. Và em có góc OMI bằng 90 độ. Vậy đủ rồi, bây giờ chúng ta suy ra tứ giác OMIH có tổng hai góc đối diện này bằng 90 này cộng 90 bằng 180 này suy ra tứ giác này nội tiếp và chỉ ra hẳn đường tròn đường kính là oi nói luôn là đường kính oi luôn để tiện làm giấy sau như vậy thì từ cái ý một sao này là cái tứ giác nội tiếp này ở cái phần đầu này này cộng cộng thêm cái ý hai sao này là tứ giác thứ hai này đây hai tứ giác này nhá gộp vào chúng ta sẽ có 5 điểm o m I, e h cùng thuộc đường tròn đường kính OI và suy ra góc IEO bằng 90 độ. Đây là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đường kính OI. Và từ đây em có được IE vuông góc OE mà OE là bán kính của đường tròn tâm O. Cho nên em suy ra được IE là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Và đây chính là điều phải chứng minh ý thứ hai của phần B. Và cuối cùng thầy sẽ giải thích cho em cách giải quyết phần C. Chứng minh đường thẳng ME đi qua điểm cố định. Đầu tiên là có thể em sẽ dự đoán là đường thẳng ME này đi qua điểm K cố định. Nhưng mà khi em đọc lại đề bài em thấy này, M là một điểm bất kỳ trên đường tròn, có nghĩa là M là điểm di động. Điều đó có nghĩa là điểm K này cũng di động theo. Cho nên đây không phải điểm cố định. Vậy bây giờ chỉ còn cách là em kéo dài ME ra. Cắt AB. AB là đường kính thì AB cố định rồi. Ta đoán là khả năng rất cao là điểm P này sẽ là điểm cố định mà chúng ta cần chứng minh. Vậy thì bước đầu tiên em sẽ gọi P là giao điểm của ME và AB. Ở trên đường tròn này có các yếu tố như sau cố định thứ nhất là bán kính đường tròn cố định này. Đấy. Và đây là OH cũng cố định này. Vậy bây giờ em cố gắng em biến đổi làm sao để chúng ta kéo được điểm P vào và các cái điểm cố định đó là bán kính này, OH này, OB này, OAM chẳng hạn. Thì em thấy với cái hình vẽ như thế này. Em lại tư duy tiếp tục này. Chúng ta vừa chứng minh được là IE là tiếp tuyến của đường tròn tâm O chắc chắn cái điều này sẽ được sử dụng cho cái phần C này. Vậy thì với bài toán hết sức quen thuộc. Trong đường tròn tâm O có hai tiếp tuyến cắt nhau MI, EI cắt nhau tại I này. Chúng ta sẽ chứng minh được IO vuông góc với ME. Bởi vì đơn giản thầy nói lại này, đó là IM và IE bằng nhau. Tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau cho nên điểm Y thuộc đường trung trực của đoạn thẳng ME. OM bằng OE cùng là bán kính của đường tròn tâm O. Cho nên em suy ra điểm O thuộc đường trung trực của đoạn thẳng ME. Và từ hai ý đó em sẽ có được IO là đường trung trực của đoạn ME thì nó sẽ vuông góc. Chờ em chứng minh được góc để góc vuông này. Khi mà em có được góc vuông tại K này thì em thấy ngay chúng ta sẽ có được hai tam giác này đồng dạng theo mô hình rất quen thuộc đó là tam giác này nhá o h i o k p thì khi hai tam giác này đồng dạng em chia tỉ số ra chúng ta sẽ có được biểu thức thứ nhất đó là o h nhân o p bằng o k nhân o i em thấy cái biểu thức này cái kỹ thuật mà chúng ta suy luận hình học như này rất là quen thuộc, chúng ta làm nhiều đề như thế này rồi. Và đây là dữ kiện đầu tiên thầy giáo hiệu là a nhỏ. Đó là bước thứ nhất. Bây giờ chúng ta phải lôi được bán kính nó vào. Thì em thấy là vẫn xuất phát từ cái chỗ K này, góc K là góc bằng 90 độ. Và ở đây em thấy có cái đoạn là OK nhân OI nó nằm ở đây này. Đó. Mà chúng ta dự kiến là chúng ta chứng minh cho điểm P là điểm cố định Vậy em phải biến đổi cái này đi Thì em thấy ngay OK nhân OI Nó chính là bằng OM bình phương Bởi vì là tam giác OMI vuông tại M Đường cao là MK Đây chính là hệ thức lượng trong tam giác vuông Và OM này chính bằng bán kính em thay bằng R bình phương vào đây nhé Thì từ A và B em nối vào em sẽ có được OH nhân OP sẽ bằng R bình phương và từ đây em suy ra OP bằng R bình phương chia OH và đây là biểu thức có giá trị không đổi. Và từ đó em suy ra điểm P là điểm cố định bởi vì O cũng là điểm cố định, đúng chưa? Từ đó chúng ta có đường thẳng ME đi qua điểm P là điểm cố định và đây chính là điều phải chứng minh. Thì ở phần C này Thầy chỉ nêu ra các bước làm Còn các em tự hoàn thiện vào trong vở các em để thành lời giải chi tiết Ví dụ như ở đây em phải đi chứng minh cho nó vuông tại K Xong các bước này em xét tam giác em chứng minh đồng dạng Em sẽ có các lời giải chi tiết Như vậy là trên đây thầy đã trình bày Đã giải thích cho các em lời giải của bài tập số 5 trong đề số 9 mà chúng ta đang học ở trên lớp thì bởi vì đây thầy không viết không vừa giảng vừa viết như các video lần trước mà thầy đã ghi sẵn lời giải ra thầy giải thích lại thôi. Thì trong quá trình em xem video chỗ nào không hiểu thì em có thể tạm dừng em xem đi xem lại và em sẽ tạm dừng màn hình lại để em ghi chép vào trong vở và hoàn thiện lời giải. Nếu mà có điều gì mà không hiểu thì em có thể hỏi bạn này, lên trên nhóm Facebook em hỏi thầy để chúng ta hoàn thiện cái bài này Để ngày mai tiếp theo chúng ta sẽ học sang đề số 10 Và thầy hỗ trợ tiếp tục cho các em Rồi hẹn gặp lại các em trong đề tiếp theo